bao nhiêu con ở dưới sâu. Còn có câu trong đấy một tí này có sẽ có 2 phút tính ra nhé. Nhanh lên thôi, lâu quá. 1 phút thôi. Đang mưa thì không chịu. Tổng ra bao nhiêu? Đếm tổng bao nhiêu rồi? Đủ 40 hay bao nhiêu? Cái hai ông thư ký ra đây cho tôi. Đi đâu bao nhiêu con? Tại sao 48? Xin thông báo tất cả anh em trọng tài này, tất cả anh em trọng tài chỉ giúp tôi này, và toàn bộ anh em bệnh nhân, tất cả anh em trọng tài để giúp tôi nhá. 20. Tất cả anh em trọng tài với lại anh em bệnh nhân chỉ giúp tôi này. Đây chính là vòng loại trực tiếp, loại những chú chim bỏ hót trên 12 giây, bám quanh sụp lồng không hót trên 7 lần. Bám quanh bám đót chúng ta không tính, loại những chú chim lộn ngoái ngửa trong khi đang thi đấu. Vòng thi này là tôi sẽ loại trước ra là 10 con, sau đấy 10 con sẽ là vào top 30 và chúng tôi sẽ giữ lại 20 con để vào chung kết. Lại loại tiếp 10 con nữa lấy 20 con. Bắt đầu đi, cho nhanh. Tất cả anh em trong tài là loại con nào đồng lên cho tôi nhé. Giơ tay để đọc nhá. Anh em đọc chưa? Anh em tài đọc chưa? Thời gian như vòng thi gọi trực tiếp bắt đầu ấy. Ông này thì đang manh hạ chim, chim hạ đi để về còn con mà chim hạ đi để còn người thì mong chim hạ đi để còn về đón con mà hạ. Đây rồi, anh ghi rồi. Thầy Long ơi, anh Tuyệt vào đây cho em. Bao nhiêu? Vào đây ghi. 84. Anh vào đây ghi em.